Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức trọng thể lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội Liên hiệp Phụ nữ khu 5. Đến dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương Quân khu 5. Về phía thành phố có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cùng lãnh đạo các ban trực thuộc Thành ủy, sở, ngành, đoàn thể thành phố. Cùng với sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam, tháng 3 năm 1961, Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng khu 5 cũng được thành lập với nhiệm vụ tập hợp phụ nữ các tỉnh thuộc khu 5, đoàn kết đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ ngày thành lập đến năm 1975, trên 200 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ khu 5 đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, nuôi dấu cán bộ, kiên cường, bất khuất, không sợ hy sinh, bảo vệ lực lượng cách mạng, đấu tranh giữ đất, giữ làng, vùng căn cứ cách mạng. Nhiều chị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Dũng sĩ diệt Mỹ và nhiều danh hiệu cao quý khác. Ghi nhận những chiến công thành tích to lớn ấy, ngày 21 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội Liên hiệp Phụ nữ khu 5. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc lão thành cách mạng, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ phụ nữ khu 5 đã dũng cảm đấu tranh, cống hiến xương máu, trí tuệ cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời chúc các mẹ, các chị phụ nữ khu 5 luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, giữ vững khí chất cách mạng, là tấm gương sáng để cán bộ đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo. Phát huy truyền thống, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn, sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh. Đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cùng với sự chung tay, góp sức của toàn xã hội thông qua các phong trào đền ơn đáp nghĩa, đã quan tâm, chăm lo, dành những điều kiện tốt nhất đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, quan tâm đến đời sống, việc làm, học hành của con em gia đình người có công để bù đắp phần nào những hy sinh mất mát của những người đi trước. Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của nhà nước trao tặng là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ, nhân viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng khu 5. Sự khích lệ, cổ vũ, động viên to lớn đối với phụ nữ Việt Nam tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng mà các anh hùng đi trước đã dày công vun đắp, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng hình tượng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.